Dạ, những khi mẹ em có công việc bận rộn, ba em sẽ giúp mẹ em dọn dẹp nhà cửa và rửa chén. Em cảm thấy ba và mẹ của em rất là tôn trọng nhau. Không tưởng tượng nổi. Đúng là không thể so sánh được. Dạ, bài của em xin hết. Ba của em đúng là rất tuyệt vời. Em làm tốt lắm. Tiếp theo tới lượt Đôn Đôn. Mẹ của em bình thường phải đi làm, và dù rất bận rộn, nhưng lúc nào mẹ em cũng vui vẻ và tươi trẻ giống như những thiếu nữ. Ba em rất tuyệt vời. Dù bận cỡ nào thì chủ nhật cũng sẽ đưa cả nhà đi ăn, hoặc một số nơi như khu vui chơi hay sở thú. Dạ em xin hết. Tưởng vậy là hay lắm chắc. Và tiếp theo sẽ là Chadu. Cô ơi cô, để lần sau em kể có được không cô? Hả? Tại sao phải để tới lần sau vậy hả? Dạ tại em nghĩ ba mẹ của em sẽ rất khác so với ba mẹ của các bạn. Lỡ như em nói sự thật về ba mẹ thì sẽ làm tổn hại tới hình ảnh của họ mất. Em đừng có ăn nói lung tung nữa. Bước lên đây. Dạ thưa cô. Thưa cô và các bạn, bây giờ mình sẽ giới thiệu với mọi người về ba mẹ của mình. Nhưng mà mình cảnh báo trước, những bạn bị yếu tim và có chứng dễ sợ hãi thì hãy bịt lỗ tai lại. Cô cũng phải cẩn thận nha cô, vì đây có thể là câu chuyện đáng sợ nhất về hôn nhân đó. Đúng là Chadu có khác. Sự thật thì ba mẹ của mình khác nhau về mọi thứ, kể cả nhóm máu và tính cách. Mình cũng không hiểu gì sao họ có thể sống chung với nhau được. Mà Chadu ơi, cô à. Cô đừng có ngắt lời của em. Em vẫn còn chưa bắt đầu đó. Ôi trời, mình dậy trễ nữa rồi. Sáng nào mẹ em cũng thức dậy từ rất sớm. Rồi, mũ thức dậy đi Chadu. Con còn phải đi học nữa đó. Cho con 5 phút nữa đi. Dạ thưa mẹ con đi học. Chà, hôm nay trời nắng đẹp quá, phải tranh thủ mang hết đống mền ở trong nhà ra giặt phơi mới được. Còn gì làm nữa không ta? Mẹ mình còn là người rất thích để dành tiền. Mọi người trong nhà đặt cho mẹ là biệt danh quý bà keo kiệt. Trời ơi, sao tháng này mình lại chi xài nhiều quá vậy ta? Không thể để tình trạng này kéo dài được. Tuyệt đối không được hoang phí. Phải tiết kiệm tối đa. Phải cắt giảm tiền tiêu vặt của Chadu. Tiền ăn uống nè, tiền quần áo nè, tiền tiêu vặt của ba sắp nhỏ nữa. Tất cả chi phí đều được cắt giảm. Mình cần phải tiết kiệm. Thưa mẹ con mới về. Sao người ngợm của con nhìn dơ giấy quá. Một vé người lớn và một vé trẻ em. Cô ơi chờ một chút đã. Bé này học lớp 3 rồi, sao có thể mua vé trẻ em được chứ? Cô là người ngoại thì làm sao mà hiểu rõ gia đình của chúng tôi được hả? Con gái à, chúng ta vào vô trong đi con. Không phải chứ, cái cô này thiệt. Anh trời ơi, mất mặt quá đi. Mình bị thấp bé như vậy chắc là vì bị mẹ ký đầu mỗi ngày. Thậm chí mẹ còn thẳng tay quăng mọi thứ về phía mình. Nếu như muốn đi đâu, mẹ của mình cũng chỉ đi bộ thôi. Ngay cả phương tiện công cộng là xe buýt cũng rất ít đi. Nhưng ba của mình thì khác nha. Ba thường xuyên đi taxi như đi xe riêng vậy. Hả? Tôi chết sắp trễ giờ làm rồi. Thật là đúng lúc taxi. Bác Tài ơi. Bác Tài, đến thẳng ngã tư phía trước giùm tôi. Vẫn chưa hết đâu. Hả? Mình ngủ quên nữa rồi.
Hey, còn cà vạch nữa, cà vạch của mình không đâu? Phải là đang cầm hay sao? Hey, mà tại sao em lại không kêu anh vậy chứ? Em đã kêu anh 5 lần lận đó. Đưa cho anh đôi vớ đi. Vớ của anh đây nè. Đến cuối tuần còn kinh khủng hơn nữa. Nói ra chị đi. Trời ơi, sao anh lười quá vậy hả? Nếu không phụ được thì làm ơn ngồi dậy cho người ta lao coi. Anh chết rồi, đừng có nói gì đến anh nữa. Đừng có tào lao nữa, cái vòi nước ngoài sân bị hư rồi kìa. Anh mau ra sửa giùm em đi. Em nói hoài mà sao tới giờ anh vẫn chưa chịu sửa? Để ngày mai anh sửa cho, anh hứa đó. Đúng là không thể nào sống nổi nữa. Wow, mẹ biết sửa vòi nước hả mẹ? Tất nhiên. Ôi, bà của mấy đứa may mắn lắm mới cưới được một người đảm đang như mẹ và làm vợ đó. Nếu không ông ấy đã phải ra đường sống dứt dưỡng từ lâu lắm rồi kìa. Em đang nói gì vậy? Nếu không có anh thì cánh đàn ông trên đời này sẽ kêu la vì có một bà vợ vừa bạo lực và vừa hay càm ràm. Anh vừa mới nói cái gì? Anh có thể lặp lại được không anh? Đó đó, anh đâu có sai đâu. Em lại bắt đầu nữa rồi kìa. Ba nói đúng, vì thật sự là mẹ của mình lúc nào cũng cằn nhằn hết á. Nếu con đã chơi xong rồi thì phải cất đồ chơi đi chứ con. Mi Mi, con nghĩ con là diễn viên hay là người nổi tiếng hả? Chỉ có một ngày thôi mà con thấy biết bao nhiêu đồ. Làm hết bài tập về nhà chưa? Chuẩn bị bài mới chưa? Rồi xem lại bài chưa? Bà xã ơi, anh đi làm luôn đây. Đáng làm thì phải về nhà ngay cho em. Không được nhậu nhẹt gì hết, biết chưa? Ba ơi, trên đường về ba mua đồ ăn vặt cho tụi con nha. Chưa hết đâu, nếu gặp mẹ giận thì mình sẽ bị ăn đòn ngay. Con đã làm gì sai mà mẹ lại đánh con cơ? Gan quá ta, hôm nay dám trở trẹo với mẹ hả? Sao hả, con dám trở trẹo không? Nói chung, cuộc sống này là chuỗi ngày rất đau khổ. Vì lúc nào mẹ cũng cằn nhằn và đánh mình. Mình hiểu rồi, bạn giống y chang mẹ của bạn luôn cha đu. Bạn có biết đây là câu nói mà mình ghét nhất hay không? Bạn nhìn kiểu gì mà nói mình rất giống mẹ mình? Cha đu à, em hãy bình tĩnh chút đi. Dạ. Chính vì vậy, mình thích ba mình hơn là mẹ mình gấp nhiều lần. Mẹ ơi mẹ, chỉ 500 won thôi mà. Mẹ cho con 500 won thôi. Mẹ mới cho con tiền tiêu vặt rồi mà. Sao con không chịu tiết kiệm gì hết vậy? Cho con đi mẹ, 500 won thôi. Cái con bé này. Rồi rồi, mẹ đưa nè. Hả? Mẹ ơi, sao chỉ có 100 won thôi? Sao hả? Con cảm thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ hả con? Dạ không, đủ rồi mẹ ơi. Con cảm ơn mẹ nhiều. Ba ơi ba. Để ba đoán nha. Định xin tiền đúng không? Bao nhiêu đây? Con muốn xin 500 won để đi mua đồ ăn. Cô làm ba thất vọng thiệt đó. Dạ. Thời bây giờ 500 won có thể mua được cái gì chứ? Đã muốn ăn thì phải ăn cho thiệt ngon mới được. Ba cho con luôn 1000. Muốn ăn gì cứ thoải mái nha. Phải thương yêu mình một chút, đừng có quá tiết kiệm. Dạ. Chính vì vậy mình mới thích ba của mình nhiều hơn mẹ gấp mấy lần đó. Nhưng mới hôm qua thôi đã có một chuyện rất kinh khủng đã xảy ra. Anh nói cái gì? Anh đã làm mất hết tiền thưởng tháng này ở quán rượu rồi sao hả anh? Thật ra lúc đó anh uống say quá nên không biết là có làm mất hay không nữa. Nhưng anh đã tìm hết quán rượu và công ty mà cũng không thấy. Tôi đã hiểu rồi. Bà xã, em không tức giận sao? Tại sao tôi phải giận chứ? Từ giờ trở đi chúng ta là người xa lạ. Cái gì? Anh thích uống rượu tới như vậy thì từ bây giờ cứ tiếp tục uống rồi sống một mình với bọn trẻ luôn đi. Không liên quan gì tới tôi nữa hết. Bà xã ơi. Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà. Mẹ ơi. Trước khi đi, mẹ có thể ký vào đây được không? Cuối cùng thì mẹ của mình cũng thật sự đi mất rồi. Nếu trước khi đi mẹ chịu ký tên cho mình, vậy thì hôm nay mình đâu có bị phạt phải lau chùi tất cả phòng vệ sinh đâu. Chính vì vậy, mình không thể nào tập trung học hành đàng hoàng được trong tình cảnh khó khăn này. Thôi đi, bình thường bạn cũng có học hành đàng hoàng gì đâu. Cho nên là hôm nay em không có tinh thần để học đâu cô ơi.
với vai trò là đứa trẻ lớn nhất ở trong nhà, mình phải suy nghĩ cách làm sao để sống khi không có mẹ ở bên cạnh mình. Chính vì vậy, người chịu trách nhiệm dọn phòng vệ sinh hôm nay sẽ là Choi Chadu. Bây giờ mình phải làm gì mới được đây? Liệu mình có nên nghỉ học để ở nhà chăm sóc hai em không? Mimi thì suốt ngày chỉ biết ăn với ăn thôi, còn ba thì càng không thể trông chờ được. Mình biết sớm muộn gì cũng có ngày này thôi, từ lúc bắt đầu đã có vấn đề rồi. Ai biểu ba mẹ mình khác nhau á làm chi? Em không thèm nghĩ nữa đâu. Choi Chadu, đã tới lúc mày phải hành động rồi. Trước mắt là bữa tối nay, không biết nên cho mọi người ăn gì nữa đây. Không phải rồi, hay là mình kêu mì tương đen và thịt chua ngọt về cho mọi người ăn đỡ. Ngày mai thì kêu pizza và gà rán. Thôi mặc kệ đi. Thưa mẹ con mất. Quên mất, mẹ không có nhà mà. Chadu, con về rồi hả? Hả? Mẹ ơi, mẹ đang làm gì ở đây vậy? Làm gì là làm gì, đây là nhà của mẹ mà. Chadu, ba về rồi nè. Ba ơi, ba. Con sao vậy? Hả? Bà xã. Ngọn gió nào đã đưa anh về sớm quá vậy? Thì anh lo mấy đứa nhỏ ở nhà có một mình cho nên. Bà xã ăn đi. Thôi anh ăn đi, đã ốm vậy còn nhường làm gì. Nếu ba mẹ không ăn thì để cho con ăn đi. Cái đó là để cho mẹ của ba con. Thôi được rồi, anh ăn đi. Thôi em mau ăn đi.